Nhưng xin chào cả nhà. Hai ngày nay trời mưa cả nhà, mà có một ngày là bão luôn ha. Thì cái cần cần nước này của ông Như á, nó tốt dễ sợ tốt luôn cả nhà. Nó lên tốt dễ sợ luôn, mập dễ sợ luôn nè. Mập mạp bằng cái ngón tay mình luôn á cả nhà. Nó mập mà nó xanh mướt. Mập mà xanh mướt thấy ngon lắm cả nhà ơi. Cũng như định cắt cái này để mà xào thịt bò. Ôi ôi nó ngon gì đâu nha. Cũng như sẽ cắt cắt xào một dĩa thịt bò. Cắt cái này ha nè nó. Ý à, đất không phải rửa lại nha. Cắt luôn lá bỏ đây rồi xong. Xác ấy ông vừa bỏ nó. Ôi ôi nó non. Nó non dữ tợn luôn vậy ta. Ôi ngon. Đây cầm nó nào cũng cắt này luôn đây. Nó mập nó ngon, dễ sợ là ngon. Ôi ôi. Giờ này sáng sớm mới có 7 giờ sáng à. Mới có 7 giờ sáng cũng như ra cũng như cắt rồi nè. Hôm nay cũng như chưa có ăn lần nào hết trơn á. Này là mới lần đầu tiên cũng như hả thu hoạch đó đó. Nay bị mấy cái chim bồ câu nó ăn rồi cái út như đem ra đây ngay chỗ này cái gần cái chỗ mà cái mấy cái dây mà nó mấy cái dây mà bảo vệ mấy con chim á cả nhà, nó không có đến ăn á nên nó còn gìn giữ được tới giờ, vậy bây giờ mới có để mà thu hoạch chứ thường là cũng không có đâu, bị nó ăn hết trơn à. Cũng như cắt vậy để mà lần sau cho nó lên lại cho nó ngon. Ngon. Cái cọng này nó mập. Ngon không? Nó ngon quá cả nhà ơi, nó non. Bỏ wow, cái chậu cái có cái rau găm nó có mấy cọng cũng như nghiêm chung vô đây nè, giờ rau găm nó cũng lên tươi tốt lắm. Nó thơm. Cái này mình xào được một dĩa thịt bò. Như cắt vậy cho nó lên cho nó đều vô cái hàng mốt đó. Mốt nó ra đều lại. Cái rau găm này á, cái rau găm này chắc ông Hiền cũng phải
cắt nó ngắn lắm, nhiều ghim lắm, nó cao quá nè. Múc giờ được chưa? Mình múc cho nó rồi. Cái rau răm này cả nhà, mình sẽ cắt như ghim nó xuống. Tại nó cao quá, cao tới đây luôn à, cao tới đây. Trời ơi, mới vừa thấy một cái con ốc nữa rồi cả nhà ơi. Mưa cái là nó có ốc nè, nước rồi, bắt nó ra rồi, bắt nó ra được rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái gam này cũng như ghi nó xuống. Đây nè, cái này thì mình cắt nhà nè cả nhà, cắt mấy cái lá này chút cắt lại nha, ghim nó xuống rồi. Xong đó, cũng như đã cắt xong vậy đó cả nhà, xong rồi gọn ghẻ vậy đó. Về bữa mà mưa này nọ nữa là mau lên lắm đó nha cả nhà. Thơm, thơm bắt ngát luôn, thơm quá trời thơm, cần nước gì không? Gỗ nha, xanh non ha cả nhà. Rồi xào một dĩa thịt bò thôi. Úc Như xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ Úc Như. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, bình an.